You ready, big guy? Yeah! I'm like totally ready! Ta-da! Xin chào các bạn! Hôm nay mình sẽ review bộ phim Sing, Đấu trường âm nhạc. Một bộ phim hoạt hình rất đáng yêu dịp cuối năm. Thì hôm nay mình sẽ review ngắn gọn thôi vì mình khuyên các bạn nên xem bộ phim này. Đây không phải là một bộ phim hoạt hình đơn thuần như cho thiếu nhi, mà nó để lại nhiều bài học rất là hữu ích cho người lớn của chúng ta. Thì lý do để chúng ta xem bộ phim này thì đặc biệt là phần âm nhạc. Các bạn chắc chắn không biết là đây là một bộ phim âm nhạc đúng không? Thì phần âm nhạc rất là tuyệt vời, rất là hay. Thì các bạn thấy bối cảnh sân khấu được dựng lên rất là hoành tráng, cộng với những cái bài hát khiến chúng ta muốn nhún nhảy theo khi xem bộ phim. Thì cái đứa bạn của mình nó xem phim chung, nó nói là xem phim này tự nhiên muốn đi bia club để nhảy quá. Và quả thật là khi nhìn những cái khán giả xung quanh mình, họ đều nhún nhảy theo cái những cái bài hát trong bộ phim. Rồi cái thứ hai, trong bộ phim này có rất là nhiều nhân vật rất là đáng yêu. Có những chú heo nè, rồi chú khỉ đột, rồi chú gấu khoa la rất là dễ thương, rồi có đàn mực nữa, những con mực đó, rồi có những chú gà, những chú cừu. Nói chung là mình cảm thấy đây là một bộ phim giống như Thảo Cầm Viên á, rất là nhiều nhân vật động vật ở trong đó, và mỗi nhân vật sẽ có một cái cá tính khác nhau, một cái gây cười, một cái tình huống gây cười khác nhau. Với dàn diễn viên mà lồng tiếng cho bộ phim, các bạn thấy là dàn diễn viên cũng rất là hùng hậu, lại cũng là một yếu tố mạnh để chúng ta ra rạp để xem bộ phim này. Để mà được chúng ta ra rạp xem bộ phim này nữa, đó chính là tính nhân văn của bộ phim. Tính nhân văn rất là cao. Tính nhân văn ở đây là cái bài học là nêu nói cho chúng ta biết là chúng ta phải phấn đấu, sống vì đam mê. Chúng ta cứ đi về phía trước và chúng ta không đi lùi. Chúng ta đi về phía trước, sống vì cái đam mê, vì khát khao của chính mình. Trong phim thì có nhiều hoàn cảnh khác nhau, ví dụ như là cô heo là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình, hoặc là một chú khỉ đột nằm trong băng đảng ăn cướp. Nhưng mà những hoàn cảnh khác nhau đó, họ có cùng một cái đam mê là sống vì âm nhạc. Và do đó bộ phim mang cho chúng ta tính nhân văn rất là cao. Thì những cái yếu tố cơ bản và đơn giản trên thôi là đủ để lo các bạn đến rạp để xem bộ phim này rồi đúng không? Với những yếu tố mình vừa nêu thì các bạn có thể ra rạp để xem thử bộ phim này như thế nào. Và mình nghĩ các bạn sẽ không tiếc khi xem bộ phim này đâu. Và chúc các bạn những ngày cuối năm vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Bye. This stage is about to explode with Major Piggy Power.